Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chợ truyền thống vốn là nơi tập trung đông đúc kẻ mua người bán, trở nên điều hiu vắng vẻ. Vài ba khách ghé mua hàng rồi vội đi, cũng có sạp mở ra rồi chờ đến cuối ngày đóng cửa vì chẳng bán được món hàng nào. Tác động từ đại dịch khiến người dân hạn chế ra ngoài mua hàng trực tiếp. Thay vào đó, họ lựa chọn hình thức mua bán trực tuyến, vừa đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc, vừa đảm bảo được chất lượng hàng hóa. Ế lắm, giống như khách nó cũng không vô đây, mình ngồi giống như bán vậy nè. Có khi ngày không bán được gì hết, nhiều người đóng cửa dữ lắm, bắt buộc phải nghỉ nữa. Tại vì những cái mặt hàng nó không liên quan tới đồ ăn thì bắt buộc phải nghỉ. Chợ nhỏ rồi nghỉ hết toàn bộ, thì giờ chợ sỉ thì bắt đầu bị ảnh hưởng. Mình không có tuôn được hàng ra thì bắt đầu mình bị ứ nguồn hàng vậy đó. Hàng quá thì dịch đó nên là mấy nhà hàng với lại quán ăn người ta cũng đóng cửa nên là bán rất là chậm. Giảm hơn 50%, chứ còn thấy trong nhà lòng chợ người đóng cửa hết. Rồi bây giờ ra bán thì cũng không đủ chi phí, đúng không? Đâu có ai mua đâu, chỉ có hàng ăn uống mình còn bán lai rai được. Thứ nhất là hàng hóa nó tăng nhiều, đã vắng mà lại hàng hóa nó lại tăng nữa. Thử ra đủ thứ khó, chợ mở là mình cũng phải bán, dù ế dù đắt mình cũng phải bán. Sự chủ động của các tiểu thương trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian chờ đại dịch COVID-19 lắng xuống, các tiểu thương tại một số chợ truyền thống đã nhanh chóng tiếp cận với phương thức kinh doanh trực tuyến, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi. Linh hoạt cách thức mua bán mà vẫn đảm bảo yêu cầu phòng dịch, nhiều chợ truyền thống giờ đây dù vắng bóng người mua nhưng hàng hóa vẫn được xuất đi đều đặn mỗi ngày. Chợ Bình Tây, quận 6, chợ đầu mối sỉ hàng hóa nổi tiếng lâu đời ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày thường hàng hóa ở đây được đưa đi phân phối khắp nơi trong cả nước, thậm chí bán sỉ sang thị trường Campuchia và nhiều nước khác. Sau khi dịch COVID-19 quét qua, nhiều sạp hàng buôn bán ở đây đã đóng cửa nghỉ bán. Những tiểu thương khác thì vẫn cố mở sạp mỗi ngày, bám chợ giữ mối hàng. Qua các đợt dịch, những tiểu thương ở đây đã bắt đầu chuyển sang hình thức giao hàng qua điện thoại, Zalo, bán hàng trực tuyến thông qua mạng xã hội. Nhờ đó mà có thêm mối hàng, thu nhập được cải thiện, công việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn. Nhiều khi người ta cũng đặt hàng qua Zalo hoặc là điện thoại thì mình đi giao. Em có nhân viên giao hàng. Thì nếu mà khách hàng đặt qua Zalo thì bên em cũng giao, tranh thủ thì soạn xong thì giao trong thời gian sớm nhất. Ở đâu em cũng có giao hết á. Ví dụ như ở vòng vòng đây cũng có, ví dụ như xa nhất là Thủ Đức hoặc là gì đó. Mà sáng đặt thì trưa sẽ có hàng. Cũng như khách hàng mình quen biết vậy đó, nhu cầu của người ta cần gì thì mình giao tới đó, người mua đi bán lại vậy đó. Chứ tại vì cô ở đàn gia vị tạp phẩm chứ không phải đàn ăn uống. Bây giờ bao nhiêu cũng giao, ví dụ như 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu giờ cũng phải giao hết. Tại vì người ta đi không được, mình phải giao tới thôi đó. Mình thấy dụ phục vụ khách hàng để nhiều khi qua đợt để mình cũng có thể giữ mối lại để mình làm ăn sinh sống. Bán được qua điện thoại thì bán qua điện thoại, còn món nào mà giống như là nhất là tôm khô, nếu mà thấy hàng mua thì mời người ta đến coi. Còn mà như mấy cái khách quen, khách ruột á thì cô bán cái nào quen cô biết rồi thì cô gửi cho người ta. Không chỉ tại chợ Bình Tây mà rất nhiều khu chợ tại thành phố Hồ Chí Minh như chợ đầu mối Bình Điền quận 8, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chợ Phạm Văn Hai quận Tân Bình, các tiểu thương đã bắt đầu quen với việc bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi. Nhưng tiểu thương chia sẻ, mặc dù doanh thu không bằng thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, song đây cũng là tín hiệu tích cực để họ trang trải cuộc sống và tiếp tục bám nghề.